Hello, chào mừng tất cả bạn đến với live stream Hùng. Chúng ta đến với trận bán kết 1 giải cầu lông thị xã Đông Địa Chiều tranh cúp thành công mở rộng lần thứ 4 với giải nhất lên đến 5.000 đô la. Phía gần màn hình cặp đôi chủ nhà, cặp đôi Long Tô, câu bộ cầu lông thành công Mạo Khê. Phía xa màn hình cặp đôi Hồng Nam và Đức Duy đánh cho câu bộ cầu lông Agribank Thủ Đô. Câu bộ cầu lông thành công Mạo Khê và câu bộ cầu lông Agribank Thủ Đô là hai nhà tài trợ chính cho giải đấu này. Điểm số 2-0 cho Hồng Nam và Đức Duy. Thank you.
16-14 cho cặp đôi Long Tô. Đây cũng là một trận đấu rất các kịch tính ở chất lượng tốt nhất. Cầu lập lưới khá may mắn. Đội điểm 15-17 cho Đức Duy Vina. Hồng Nam vẫn là tốt nhất. Hồng Nam tay vợt cao phía gần màn hình hiện tại đang là tay vợt đôi nam số 1 Việt Nam cặp với Tuấn Đức. Đặt cầu rất tốt từ Đức Duy. Và ở trước chúng tôi xin thông báo bán kết nội dung đôi nam nữ 31-40. Bán kết 1 trước Hoàng Thái Đông gặp Hải Hà Đông Triều. Bán kết 2 ngoài sân, điểm số 8-2 cho Hồng Nam Đức Duy. Trận đấu sẽ chỉ kéo dài trong 2 set mà thôi. Phạt cầu rất tốt. Cao rồi. Điểm số 12. Thank you.
thứ hai điểm số 7-20. 21-7 xin chúc mừng cặp đôi Hồng Nam và Đức Duy bước vào trận chung kết. Chia buồn cặp đôi Long Tôn.